Xin hướng dẫn anh em cách cài ngày giờ, ngày tháng năm cũng như là số giờ phút giây ở trên cái con quản lý nguồn Amber P9 anh em nhé. Ở trên màn hình chính thì nút edit thì anh em xoay theo chiều kim đồng hồ. Đấy. Xoay đến khi nào mà đến phần cho anh em xem màn hình chính là bây giờ là nó mặc định của nó là 10 tháng 11 năm 2019, 17 giờ 16 phút. Đấy, bây giờ mình sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ đến phần time. Đến phần time em dừng lại. Sau đây ấn nút enter này, để ấn. Ấn thì ở đây là số 10. 10 đây chính là số ngày bao nhiêu. Anh em ấn thêm một lần nữa để cho nó nháy là số 10 và mình xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng chỉ số này. Ngược chiều kim đồng hồ để giảm chỉ số. Thì hôm nay là em xem là ngày bao nhiêu. Hôm nay là ngày 25. 25 em xoay lên số 25. À, ok, sau đấy ấn enter. Đấy. Anh em xoay theo chiều kim đồng hồ tiếp, nó nhảy sang số 11. 11 đây chính là tháng, thì anh em ấn enter vào thì là đang tháng 3 thì em sẽ xoay về số 3. 3 enter xong. Xoay theo chiều kim đồng hồ nhảy sang năm. Là enter và chỉnh đến năm 2020. Ok. Đấy là mình đã chỉnh xong phần ngày, tiếp tục là phần xoay theo kim đồng hồ nhảy xuống phần giờ. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 16:20, 16:20 thì anh em chỉnh 16:20, đây đang 17. À, nhảy cho mình lại làm lại này. 17 giờ 16 giờ 20. Cài được cả giây nữa anh em nhé. Anh em cài giây. Đấy, ok. Đấy, cái phần auto start off này anh em cứ để nguyên nhé. Xong đấy là anh em xoay ra cái phần system. Đấy, anh em xoay sang phần system này. Đây system đây, enter vào và lưu vào model 1 cho em. Đấy, ok. Đấy, khi anh em xoay màn hình chính thì ngày giờ nó đã chuẩn luôn với thực tế luôn. Mà anh em bật tắt đi nó vẫn không mất cái ngày này. Hôm nay 25 tháng 3 16:21, bây giờ mình sẽ tắt. Đấy. Đấy. Cái số giây nó tắt này thì anh em có thể thay đổi cho nó nhanh hơn hay là chậm hơn được anh em nhé. Tùy theo mình sử dụng. Ở đây em đang để mặc định của nhà sản xuất nhé. Ok, bật lên. Đấy, đây, nút start bật tắt là mạng Chrome này. Đấy. Đấy nha, anh em nhìn thấy này. Ngày tháng đã được thay đổi. Đấy, con ở dưới này thì chưa cài, con ở trên này đã cài ngày tháng rồi anh em nhé. Đấy, cho nó đúng, ví dụ anh em có thể nhìn hôm nay là ngày gì, giống như một cái lịch vạn niên với lại cả cái đồng hồ của mình nữa anh em nhé. Đấy, mặt phay nhôm thiết kế cực kỳ sang trọng khi anh em bày vào phòng khách cũng như là trên bộ dàn nhà mình. Đầy đủ tai, để kết nối để trong bộ tủ rách anh em nhé. Đấy, thiết kế tắt từng kênh, vô tư. Đấy. Đấy. Rất nhanh và tiện lợi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Nữa là những cái linh kiện của cái bộ quản lý nguồn này thì làm bằng linh kiện nó cực kỳ tốt anh em nhé. Anh em thì nhìn tỉ mỉ này. Đấy. Cắm rất là khít, này, cắm rất là khít anh em nhé. Các lá đồng bám chắc vào nhau. Không có hiện tượng lỏng lẻo như các cái thiết bị quản lý nguồn rẻ tiền khác nhé. Này. Công tắc nguồn này, công tắc nguồn mềm đấy, với đèn led xanh lồng vào trong này, rất là đẹp nhá. Đấy, anh em nhìn theo, nó mạ chrome xung quanh luôn. Đấy. Anh em đem thử bật tắt này, đấy, ấn này, đấy, nó tắt luôn. Đấy, bật tắt. Màn hình thì hiển thị ngày tháng này, thời gian này, giờ, ngày tháng năm, thời gian, giờ, điện áp, vun. Và từng kênh một. Đấy, ok, tắt, bật lên này. Đấy, mình bật lên nhá, bật từng kênh luôn. Và anh em có thể đặt được cái khoảng cách giữa bật từ kênh 3 đến kênh 4 này là khoảng thời gian của nó là bao nhiêu giây. Mình có thể set up được trong cái phần tinh chỉnh và cài đặt anh em nhé. Rất thông minh. Ok. Đây nhá, đây là cái nút tinh chỉnh này, hướng dẫn cho anh em luôn. Đấy, xoay sang bên tay phải. Đây là phần system cài đặt hệ thống này. Lưu chương trình này, con này có thể lưu được bao nhiêu mode thì mình có thể xoay xuống này.
ấn enter, enter cái này là vừa nút này vừa xoay vừa ấn được anh em nhé. Đấy, thì nó sẽ lưu được rất là nhiều mode ở đây, 1 2 3 4 5, đấy sẽ có 8 mode 8 model để anh em có thể sử dụng khác nhau được. Đấy, ngôn ngữ này, cài đặt ngôn ngữ này, đấy, load model này, đấy, phần điện áp out ra này, điện áp thấp nhất cao nhất này, đây là cài đặt thời gian ngày tháng và thời gian này, đây là ngày này, day này, tháng này, đấy, và năm này, đây là giờ phút này, giây này. Đấy, để một lúc là tự nó nhảy ra ngoài anh em nhé, màn hình chính này, auto start on này. Đấy, cài đặt rất là nhiều thông số ở đây, độ trễ khoảng cách giữa các cái từ tắt từ ổ cắm 1 sang ổ cắm 2 khoảng cách là bao nhiêu giây thì mình có thể vào đây mình đặt là thoải mái được anh em nhé. Đấy, đây có thể đặt lên mấy giây cũng được hết. Đấy, đây ví dụ em muốn đặt là lúc bật ấy, bật thì độ trễ là mười mấy giây, nếu nó tắt là ví dụ là bật từ kênh 1 sang kênh 2 mấy giây đấy nhá, từ 1 đến 998 giây. Đấy, rất là tiện lợi cho anh em có thể cài đặt được. Đấy, cài đặt các chế độ khác nhau, CH 1 2 3 4 5 6 7 8 tùy. Ok, đấy, một trong những bộ quản lý nguồn rất là chất lượng. Ổ quản lý nguồn này thì nó sẽ có là 2 ổ cắm đường trước này và 8 cổng cắm đường sau. 8 cổng cắm đường sau thì được điều khiển bằng cái hệ thống, bằng nút hệ thống đằng trước này. Đấy, khi anh em có thể ấn enter vào đây, nó sẽ nháy ở ngay cái số 1 này, thì anh em có thể di chuyển và xoay di chuyển đến từng kênh một. Anh em muốn tắt kênh nào thì ấn enter vào đây. Đấy, nó sẽ tắt ngay kênh số 5. Đấy, rất tiện luôn, bật tắt từng kênh. Đấy, mà bật tắt như kiểu dạng số anh em nhé, dạng số. Đấy, quản lý nguồn dạng số. Đấy, anh em bật tắt từng kênh riêng biệt luôn, cực kỳ tiện lợi anh em nhé. Đấy, không thể anh em có thể để auto. Đấy, auto bật tắt. Đấy, bật tắt. Cái mã là Amber P9 anh em nhé, Amber P9, máy rất là sâu. À, anh em nhìn cái mặt phay nhôm là CNC cực kỳ đẹp nhé, để em xoay mặt sau cho anh em cùng xem một chiếc này. À, em đang cắm đằng sau, dây nguồn rất là to nhá. Mặt sau của chiếc quản lý nguồn nó rất là sâu. Đấy, tí nữa em sẽ đo kích thước cho anh em luôn. Đấy, dây này cực kỳ to nhá. À, có 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Đấy, có 8 cái cổng cắm đằng sau. Đấy, lấy kích thước để đo kích thước của anh em xem máy nó sâu bao nhiêu nào. Đằng sau này thì có cái in out này. À, và cổng RS232. Cổng RS232 này thì mới là kết nối lên để làm gì thì em cũng chưa tìm hiểu được. Còn cái in out này, để khi mà trường hợp khẩn cấp thì mình có thể cắt câu từ in sang out để tất cả các ổ điện này đều có điện, nó không qua cái tắt lối tắt bình thường. 29. Sâu 29 anh em nhé, em đoán không sai là sâu khoảng 30 hả? Rộng 42,5. Rộng 42,5. Đấy, anh em thấy chưa? Máy rất là sâu. Đấy, căn bản là máy nó rất là sâu cho nên là anh em khi đè lên này nó không bị hõm. Ví dụ như là cái con vang của anh em mà nó sâu hơn đấy thì mình vẫn để thoải mái được với cái tầm 30 phân này anh em này. Đấy, ok, mình sẽ xem anh em xem nội thất của con này anh em nhé.